Mạnh Quỳnh tiết lộ danh tính người sẽ thay thế Phi Nhung chăm sóc mình. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 4 Mạnh Quỳnh sẽ bay về Việt Nam để tham gia hai live show Song Ca cùng ba con gái nuôi Phi Nhung tại quận Nhất và quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi Phi Nhung qua đời, chắc hẳn anh đã rất hụt hẫng khi không còn người lái xe đến sân bay đón anh lúc 2 giờ sáng, hàng ngày nấu cơm đưa đến khách sạn cho anh. Tuy nhiên ba người con gái nuôi của Phi Nhung sẽ thay mẹ Nhung làm điều đó cho Mạnh Quỳnh. Điều này cho thấy các con Phi Nhung đã trưởng thành trong cả suy nghĩ lẫn sự chuyên nghiệp. Chắc chắn Mạnh Quỳnh sẽ cảm thấy bớt nguôi ngoài đi nỗi buồn thiếu vắng người tình sân khấu khi trở về Việt Nam biểu diễn cùng các con nuôi Phi Nhung. Bởi ít nhất anh vẫn nhận được tình cảm, nhìn thấy sự trưởng thành của các con nuôi theo nghiệp ca hát của Phi Nhung. Hành động ra đón Mạnh Quỳnh trong ngày anh trở về nước của ba con gái nuôi Phi Nhung cũng nhận được nhiều ý kiến ủng hộ của khán giả khi chị đã ra đi gần 6 tháng. Mới đây, ba con gái nuôi của Phi Nhung là Quỳnh Trang, Tuyết Nhung và Thiên Ngân đã chia sẻ về niềm vui khi tri kỷ của mẹ nuôi Phi Nhung về nước biểu diễn và được tham gia trong live show của chú Mạnh Quỳnh. Con cảm thấy rất vui khi nhận được lời mời tham gia live show của chú Mạnh Quỳnh trong ngày 28 tháng 4 sắp tới. Mấy đêm nay vui quá mà con không thể ngủ được. Con nghĩ rằng chắc mẹ Nhung phù hộ nên các con mới được hát chung với chú Mạnh Quỳnh. Trước đây bọn con biết rằng mỗi lần chú Huỳnh trở về nước, mẹ Nhung đều cầm trên tay một bó hoa ra đón. Lần này con hiểu chú Huỳnh sẽ buồn lắm, nên sau khi trao đổi với nhau, ba chị em con sẽ cùng ra sân bay đón chú Huỳnh, mong rằng chú sẽ không buồn nhiều nữa mà giữ gìn sức khỏe thật tốt tham gia các live show ở Việt Nam. Mẹ Nhung đã dạy con rằng phải biết giúp đỡ quan tâm đến người khác. Khi chú Huỳnh về Việt Nam, bọn con sẽ động viên chú thật nhiều để chú không còn buồn nữa cùng với đó bọn con sẽ đưa chú đến thăm chùa pháp lạc thắp nhang cho mẹ nhung nữa có thể thấy các con nuôi của phi nhung đã noi theo được tấm gương mà trước đây chị đã dạy cho con mình sự ra đi của phi nhung đã khiến cho người thân bạn bè đồng nghiệp và khán giả vô cùng đau xót cho đến tận ngày hôm nay tấm gương về lòng tốt và sự bao dung nhân hậu của chị vẫn còn mãi trong lòng mọi người